Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Tuyên Quang đổi thay trên quê hương cách mạng. Thành phố Hồ Chí Minh hình thức bán mới, chuỗi cửa hàng giveaway thành lý đồ của người mới ta. Gia tăng tình trạng người nước ngoài phạm pháp ở Việt Nam. Cảnh báo nguy cơ gia tăng các bệnh về xương do lười vận động trong dịp Tết. Thưa quý vị, trong những ngày cả nước hân hoan đón xuân mới, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi đã tìm về xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng vào tháng 2 năm 1951. Quê hương cách mạng đang đổi thay từng ngày. Năm nay, không chỉ chào đón xuân mới ấm no hơn, người dân nơi đây còn đang rất vui mừng vì di tích lịch sử quốc gia Kim Bình trên địa bàn xã đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Đây là khu di tích Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng đã được trùng tu tôn tạo theo nguyên mẫu. Với vị trí chiến lược quan trọng trong an toàn khu, người dân một lòng đi theo Đảng. Do vậy, tháng 2 năm 1951, Kim Bình được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng. Tại đại hội đã quyết định những vấn đề quan trọng liên quan tới vận mệnh của cả dân tộc. Phát huy truyền thống trên quê hương cách mạng, người dân Kim Bình hôm nay đã đoàn kết nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước thay đổi diện mạo của xã vùng cao vốn nhiều khó khăn trước đây. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cách đây một năm Kim Bình đã đạt chuẩn về nông thôn mới. Về Kim Bình những ngày này, sự thay đổi hiện rõ, cơ sở hạ tầng, bệnh viện, trường lớp học được xây dựng khang trang, đường liên thôn liên xã được bê tông hóa, nhựa hóa sạch đẹp. Phát triển nông nghiệp đã được cơ giới hóa và đẩy mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa. Đời sống của người dân Kim Bình đã được nâng lên về mọi mặt. Có cái tiêu chí là xã này hộ thôn là thông nên mới thì là cũng nhìn chung là nhìn dân ở đây là ổn định hơn trước nhiều. Nói chung là phát triển những cái kinh tế, có đường xá đi lại ngon cho nên là hoạt động làm những cái công trình gì nó không dễ dàng. Có đường bê tông thuận tiện, sản xuất nông nghiệp của người dân trong xã Kim Bình đã chuyển sang hướng sản xuất hàng hóa. Đời sống kinh tế của người dân Kim Bình hôm nay đã có bước phát triển mạnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 22 triệu đồng một người một năm. 100% hộ dân trong xã được sử dụng điện lưới quốc gia. Trạm y tế và các trường học trên địa bàn xã đã đạt chuẩn quốc gia. Thưa quý vị, việc thành lập các nghiệp đoàn nghề cá để đoàn kết đánh bắt trên biển, nhất là khi hoạt động trên hai ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, đã mang lại hiệu quả rất lớn cho người dân nói chung và người dân Quảng Ngãi nói riêng. Sản lượng khai thác hải sản của những tàu cá thuộc các nghiệp đoàn nghề cá đã tăng theo từng năm. Năm 2016 vừa qua cũng được coi là một mùa khai thác thắng lợi của ngư dân. Năm 2017, các ngư dân là đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá sẽ tiếp tục nỗ lực bám biển, bám giữ ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Những chiếc tàu cá công suất lớn của ngư dân là đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Với 36 tàu và 401 đoàn viên, nhờ sự nỗ lực bám biển ở hai ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa, nên trong năm 2016, sản lượng khai thác của nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh tăng cao so với tổng sản lượng đạt trên 10.000 tấn. Thu nhập bình quân của ngư dân trong nghiệp đoàn trên 10 triệu đồng một tháng một người. Nói chung bà con ngư dân họ đánh bắt rất đạt hiệu quả. Nghiệp đoàn là có một cái kế hoạch là bước tới đây là sẽ triển khai là qua sang năm 2017, đầu năm 2017 là sẽ vận động và coi như tuyên truyền, rồi coi như là nếu ngư dân nào mà có nhu cầu vào nghiệp đoàn thì coi như nghiệp đoàn sẽ tổ chức và kết nối cho bà con ngư dân đánh bắt xa bờ. Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 12 nghiệp đoàn nghề cá. Hầu hết ngư dân là đoàn viên của các nghiệp đoàn đều là những ngư dân can trường, có kinh nghiệm trong khai thác hải sản xa bờ. Nhờ đánh bắt có hiệu quả nên trong những ngày này, ngư dân của các nghiệp đoàn nghề cá đang tất bật tập trung sửa soạn ngư cụ chuẩn bị cho mùa biển mới. Thì nói chung là vẫn bơm biển thôi, nếu trường hợp là đậm gió mới không bơm biển thôi, chứ còn trời em là vẫn bơm biển thôi. Nghiệp đoàn thì phối hợp với các ngành chức năng cũng động viên bà con là để mà tiếp tục là vươn khơi bám biển. Và cũng tiếp tục là chiến đấu về cái việc ga to má lớn để mà vươn khơi xa, để làm cái và sáng ngư lưới cụ, có nghĩa là dễ hơn để mà làm đánh bắt nó có hiệu quả hơn. Trên 4.000 đoàn viên của 12 nghiệp đoàn nghề cá Quảng Ngãi đang vững tin cho mùa biển mới 2017. Mỗi chuyến tàu vươn khơi, ai cũng mang theo hy vọng sẽ có một mùa biển bội thu nơi ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa.
Với những người lính biên phòng 317 A Pa Chải, xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, nơi được mệnh danh là nơi một tiếng gà cái thì cả ba nước cùng nghe, vui xuân đón Tết, đã luôn mang lại những nét riêng do đặc thù của nhiệm vụ. Ghi nhận của phóng viên chương trình nơi ngã ba biên giới của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Luôn ghi tâm câu khẩu hiệu đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Nhiều năm qua, lực lượng biên phòng đồn 317 A Pa Chải luôn thực hiện ba bám bốn cùng với bà con các dân tộc trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Mùa xuân đến, niềm vui của bà con dân tộc Hà Nhì nơi đây như được nhân lên khi những cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng xuống chúc Tết và quây quần bên bà con trò chuyện những câu chuyện mong ước đầu năm mới. Cảm ơn các anh bộ đội biên phòng. Nhờ có các anh, bà con mới biết trồng lúa hai vụ, cuộc sống khấm khá hơn nhiều rồi. Công tác vận động quần chúng thì mỗi khi cán bộ chiến sĩ biên phòng xuống dưới cùng với bà con thì bà con rất là phấn khởi. Thế đến nay thì sau qua cái quá trình mà cũng được tuyên truyền vận động thì bà con cũng đã từng bước là đưa cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất. Thì đến nay đời sống của bà con cũng đã được từng bước nâng lên. Đến nay cũng đã có rất nhiều hộ gia đình là có trang trại vừa và nhỏ, trâu bò, chăn nuôi trâu bò. Một mùa xuân mới đã đến. Đây cũng là thời điểm mà quân và nhân dân các dân tộc đánh dấu bước khởi sắc về đời sống của đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Trên các lĩnh vực đời sống xã hội mà nhân dân đạt được hôm nay đều có dấu ấn của tình nghĩa quân dân. Những đóng góp đó đã và đang góp phần mang lại mùa xuân no ấm, hạnh phúc cho nhân dân trên biên giới. Năm 2016 là năm đầu tiên ngành chế biến xuất khẩu điều của Việt Nam đã cán mốc 3 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu. Sản lượng chế biến điều năm qua của nước ta đạt kỷ lục với trên 1,5 triệu tấn hạt điều, cùng với sự ổn định của thị trường và đà tăng của giá xuất khẩu, đưa xuất khẩu điều tăng 19,1% so với năm 2015. Hạt điều Việt Nam đã có mặt tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung nhiều tại Mỹ và châu Âu, cùng với chiến lược đẩy mạnh công nghiệp chế biến và ổn định vùng nguyên liệu trong nước. Làng gốm Bầu Trúc với hơn 200 năm tuổi ở Ninh Thuận được xem là một trong những làng nghề cổ nhất của khu vực Đông Nam Á, nổi tiếng với sản phẩm gốm thủ công và kỹ thuật nung gốm độc đáo, với đặc trưng riêng là chỉ làm bằng tay mà không dùng bàn xoay. Còn Mỹ Nghiệp là làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống nổi tiếng của người Chăm ở Ninh Thuận. Cả làng hiện có hơn 500 thợ dệt lành nghề. Điểm độc đáo là mỗi tấm thổ cẩm đều có những nét riêng. Đây là hai trong số rất nhiều làng nghề đang làm khá tốt việc bảo tồn lưu giữ các giá trị truyền thống của văn hóa Chăm. Thời gian gần đây, chùa Linh Pháp là một địa điểm được nhiều bạn trẻ tìm đến nhất tại Lâm Đồng. Ngôi chùa này với phong cảnh xung quanh là những đỉnh núi dập trùng, khiến cho ai đến đây cũng phải có cảm giác như được chạm tay đến cổng trời giữa những mây trời gió lộng. Ngôi chùa cách trung tâm thành phố Bảo Lộc 20 km về phía nam, hướng theo quốc lộ 20 từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Đà Lạt. Đoạn đường đến chùa khá khó khăn do mặt đường hẹp, chỉ đủ cho một xe di chuyển. Do vị trí chùa nằm khá cao trên đỉnh đồi, nên chúng ta sẽ được ngắm mây che phủ khắp đỉnh núi. Bầu không khí se se lạnh của phố núi lại càng tôn thêm vẻ kỳ bí và không kém phần lãng mạn. Bên trong ngôi chùa, bức tượng Phật trang nghiêm được đặt chính giữa cửa vào quán chiếu đường, cùng với những bậc thềm hình bán nguyệt phía dưới, khá lạ đối với kiến trúc chùa chiền thường thấy, tô thêm vẻ thanh tịnh và có cảm giác như đang lạc vào một vùng đất thần tiên. À, đây là lần đầu tiên mình đến ngôi chùa Quy Pháp Ấn này. Để lên ở chỗ ngôi chùa này thì trải qua một đoạn đường khá là dài. Mà lên tới đây rồi thì mình thấy khung cảnh đấy rất đẹp và lãng mạn. Nó là giống như trong những bức ảnh cổ trang á, và những điều đó khiến mình quên đi những sự mệt mỏi. Tới đây thì quên hết mọi khó khăn rồi bạn, tại thích quá, đẹp quá, thoáng mát. Đây sẽ là một địa điểm thú vị cho mọi người trên hành trình đến với thành phố Ngàn Hoa. Nghỉ ngơi qua đêm tại thành phố Bảo Lộc sẽ là một trải nghiệm khó quên khi chúng ta được tận hưởng mùi hương nồng nàn của phố trà Bờ Lau, thủ phủ cây trà của Việt Nam. Thưa quý vị, theo bản thỏa thuận thương mại vừa được ký kết giữa hai nước Việt Nam và Philippines, từ nay đến hết năm 2018, Việt Nam sẽ cung cấp đến 1,5 triệu tấn gạo một năm cho Philippines, đảm bảo duy trì vị thế của nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Việc gia hạn là hết sức cần thiết, góp phần ổn định thị trường xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thị trường gạo thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp. Trong giai đoạn 2011-2015, lượng gạo Việt Nam xuất khẩu sang Philippines thường chiếm từ 17-20% tổng lượng gạo Việt Nam xuất khẩu ra thế giới. Việt Nam luôn là đối tác quan trọng và truyền thống trong các hoạt động nhập khẩu gạo của quốc gia Đông Nam Á này. Hiện nay, chỉ những nước đã ký thỏa thuận với Philippines mới được tham gia đấu thầu cung cấp gạo cho nước này.
Thưa quý vị, những món đồ cũ, nếu như chủ sở hữu không dùng nữa thì vẫn có thể định giá và thanh lý tại cửa hàng Giveaway với dịch vụ ký gửi sản phẩm. Mô hình thú vị này tuy chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu nhưng đã có sức hút đáng kể đối với người mua lẫn người bán. Mô hình Giveaway xuất hiện ở nước ngoài từ lâu dưới hình thức là nơi ký gửi đồ đạc thay vì bán thanh lý trực tiếp. Theo đó, dịch vụ này sẽ là nơi trung gian nhận đồ từ quần áo, giày dép, túi sách, ốp lưng điện thoại, đồ trang trí đã qua sử dụng. Những hàng hóa được ký gửi đều có tình trạng còn rất mới, thậm chí chưa qua sử dụng, hoặc các shop thời trang muốn thanh lý hàng tồn. Người ký gửi sẽ tự định giá của sản phẩm, còn cửa hàng sẽ đem trưng bày cũng như rao bán lại cho những người có nhu cầu. Khi sản phẩm bán được, chủ cửa hàng sẽ lấy lại từ 10 đến 30% hoa hồng theo từng loại hàng hóa và có giá dao động từ 30 đến 150.000 đồng. Em thấy cái mô hình này rất là cần thiết đối với nhiều bạn trẻ hiện nay. Tại vì giống như ở đây thì dịch vụ bán đồ trên Facebook, trên đồ thì rất là nhiều nên bạn trẻ cứ mua như vậy. Còn sẽ có rất nhiều cái đồ cũ còn động lại mà để đó thì cũng không biết làm gì. Nên mình có thể mình bán, mình trao đổi với những bạn khác. Tụi mình hoạt động theo hình thức là nhận ký gửi để thanh lý. Thì khi mà các bạn có quần áo mà các bạn có thể là không có sử dụng tới hoặc là còn dư ở trong tủ quần áo á, thì các bạn có thể đem tới ký gửi cho bên mình. Sau đó thì chúng mình sẽ bày bán ở tại cửa hàng. Thì cái mức giá thanh lý á, thông thường là sẽ dao động từ 30 cho tới 150 ngàn một món thôi. Vì các sản phẩm ở đây được bán theo kiểu xoay vòng và chuỗi cửa hàng Giveaway cũng không trữ hàng quá lâu, nên mỗi lần đến đây, đa phần khách hàng luôn có cảm giác mới lạ như đang đến một nơi khác. Được biết, chuỗi cửa hàng Giveaway dự kiến sẽ tiếp tục phát triển ra nhiều địa điểm khác để có thể đáp ứng nhu cầu mua sắm tiết kiệm nhưng vẫn có những sản phẩm đẹp, độc, rẻ cho giới trẻ. Thưa quý vị, những năm gần đây, tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật ở nước ta có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, không chỉ ngày một gia tăng về số lượng mà phương thức, mức độ phạm tội cũng ngày một nghiêm trọng hơn. Đây là hai đối tượng người nước ngoài có quốc tịch Bulgaria bị lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vì hành vi sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền vào giữa năm 2016. Đáng chú ý nhất là vụ người đàn ông quốc tịch Trung Quốc sống ở Đà Nẵng đã bắn chết người đồng hương của mình do mâu thuẫn trong kinh doanh vào cuối năm 2015. Không chỉ hoạt động một mình để dễ dàng hành động thì gần đây nhiều đối tượng người nước ngoài còn cấu kết với tội phạm trong nước để thực hiện hành vi phạm pháp. Điển hình như vụ nhóm đối tượng gồm 5 người Việt và 4 người Trung Quốc đã bị đưa ra xét xử về hành vi giả danh công an, gọi điện thoại hù dọa, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của người dân vào cuối tháng 12 năm 2016. Trước đó, hàng loạt vụ người nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước thực hiện nhiều vụ lừa đảo qua mạng xã hội, Internet, chiếm đoạt tài sản giá trị của phụ nữ Việt, bị bóc gỡ bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Thưa quý vị khán giả, qua các vụ việc trên có thể thấy tình trạng người nước ngoài phạm pháp ở Việt Nam không còn là chuyện hiếm mà đã bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều, đe dọa an ninh trật tự và gây ra rất nhiều bất ổn trong xã hội. Thì cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng là thường là nghe theo một đối tượng chính ở tại Trung Quốc, rồi các đối tượng chính ở Trung Quốc sẽ giao nhiệm vụ cho các đối tượng sang Việt Nam, và các đối tượng ở Việt Nam từng đối tượng sẽ có từng cái nhiệm vụ khác nhau. Thời gian gần đây, tội phạm có yếu tố nước ngoài nổi lên là tình trạng các đối tượng người nước ngoài dùng thủ đoạn tinh vi, phương tiện hiện đại để trộm tài sản cá nhân qua Internet, hoặc dùng danh nghĩa người nước ngoài tạo lòng tin rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Với những thủ đoạn này, không chỉ các ngành chức năng, công ty, người dân phải cảnh giác, mà chính chủ doanh nghiệp nước ngoài cũng phải cảnh giác đối với những đối tượng xấu lợi dụng đang làm việc trong các công ty này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, việc điều tra các loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn về công tác xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Một trong những trở ngại lớn nhất khi đấu tranh với tội phạm nước ngoài là bất đồng ngôn ngữ. Trong khi người nước ngoài vi phạm đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, thì khả năng ngoại ngữ của nhiều nhân viên cơ quan thực thi pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Nhiều vụ sau khi bắt, đối tượng chỉ nói tiếng bản địa, chứ không dùng các ngôn ngữ thông dụng như Anh, Pháp, dù họ có thể sử dụng được, nhằm gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Trong thời gian qua, nhiều vụ việc lực lượng công an phải nhờ sự hỗ trợ của sở ngoại vụ, lãnh sự quán các nước tại thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ nhiều vụ. Theo luật pháp nước ta, người nước ngoài không thuộc đối tượng được hưởng các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc quyền ưu đãi và miễn trừ về lãnh sự thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự giống như một công dân Việt Nam bình thường phạm tội. Tuy nhiên, lợi dụng lòng tin và kẽ hở của pháp luật, nhiều người nước ngoài luôn tìm cách phạm tội tại Việt Nam. Trong đó, loại tội phạm thường thấy và nổi lên gần đây nhất vẫn là lừa đảo, tiếp đó là các tội trộm cắp, buôn bán ma túy, thậm chí là giết người. Nếu như trước đây tội phạm có yếu tố nước ngoài vào Việt Nam thường từ các nước có quan hệ truyền thống gần gũi về mặt địa lý với Việt Nam, thì từ khoảng năm 2008 đã bắt đầu xuất hiện những đối tượng từ các quốc gia xa xôi vào Việt Nam hoạt động phạm tội. Hoạt động của các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài
Nếu như trước đây chỉ tập trung tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay đang có xu hướng lan sang nhiều tỉnh thành phố. Bên cạnh việc phát triển về số lượng, thì càng ngày tội phạm người nước ngoài càng có nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới mà người dân khó lòng đề phòng. Chính vì vậy, người dân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước những giao dịch mua bán, trao đổi tiền bạc với người ngoại quốc xa lạ. Bên cạnh đó, khi phát hiện có dấu hiệu phạm tội, trình báo cho cơ quan chức năng để nhanh chóng vào cuộc, xử lý và ngăn chặn. Thưa quý vị, so với tội phạm trong nước, thì tội phạm người nước ngoài cũng nguy hiểm không kém cạnh. Trước việc các đối tượng người nước ngoài phạm tội ngày càng liều lĩnh và tinh vi hơn, thì người dân cần phải hết sức cảnh giác, không lơ là để trở thành mồi ngon cho loại tội phạm mới này. Tết là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm làm việc vất vả. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, đây cũng là thời điểm gia tăng các bệnh về xương khớp do ít vận động trong nhiều ngày, ăn nhiều chất đạm và sử dụng rượu bia. Việc bị các bệnh về xương khớp do lười vận động không còn mới. Trong dịp Tết, người Việt thường có quan niệm đây là thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi nên ít vận động, gây gia tăng các bệnh về xương như gút, viêm khớp, đau vai gáy, đau cột sống. Theo các bác sĩ, Việt Nam đứng trong top 10 quốc gia có tỷ lệ người lười vận động nhất thế giới. Vì ăn nhiều thực phẩm có nhiều đạm và sử dụng bia rượu là một trong những nguyên nhân khiến gia tăng tình trạng này. Các cái bệnh về thần kinh cơ xương khớp thì chống chỉ định là không sử dụng bia rượu. Thì cho nên là trong những cái ngày vui Tết ấy, thì bệnh nhân có thể là sử dụng nhưng mà với một cái lượng rất là hạn chế để đảm bảo sức khỏe cho mình. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học, Trường Khoa học Thể thao Na Uy và Đại học Cambridge, Anh, lười vận động là nguyên nhân dẫn tới 5 triệu cái chết mỗi năm trên toàn cầu. Đặc biệt những năm gần đây, thoái hóa khớp đang có xu hướng trẻ hóa với hơn 30% dân số trong độ tuổi từ 35 đến 60 tuổi. Dạo qua các công viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có thể thấy đối tượng tập thể dục ở đây chủ yếu là người cao tuổi, trong khi đó những người trẻ thường ngồi và chăm chú vào điện thoại di động. Để có thể bảo vệ sức khỏe trong dịp Tết, mọi người cần tích cực vận động, hạn chế rượu bia và ăn nhiều rau xanh để có một năm tươi trẻ và dồi dào sức khỏe. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Gìn giữ truyền thống gói bánh chưng ngày Tết. Hưng Yên, mô hình nuôi lợn bằng thảo dược lãi 100 triệu đồng mỗi tháng. Ngăn chặn dòng ma túy trên vùng biên phía Bắc. Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, áp lực ngày càng gia tăng.